Vâng, trận chuẩn bị. Trận chung kết diễn ra giữa hai đội Phúc Nhỏ và Juni. Phúc Nhỏ 2 và Juni 2. 1-0 cho Phúc Nhỏ 2. Bóng còn. Bóng còn luôn. Quá hay. Rất hay. Hấp dẫn ơi. Bóng tốt. Bóng đều. Ở Sài Gòn. Này nó bên Bình Dương. Bình Dương. Ờ Đồng Nai chứ không. Có nhiều chỗ Long An cũng có. Bóng ngoài 2-1. Này nó cũng Long An. Nói chung tổng hợp chứ không phải Sài Gòn Bình Dương. Ghê. Thủ tốt của Thành. Quy không còn luôn. Rất hấp dẫn. Lại là Quy. Đập bóng tốt. 2-2. Điểm số 2, 3-2. Bóng còn. Quy. Đập bóng tốt của Quy. Điểm Phúc Nhỏ 2, 3-2. Có bóng không sang lưới. Điểm Sư Ni 4-3. Bóng tốt của mình. Điểm Sư Ni 2-5-3. Bóng ngoài. Đội điểm Phúc Nhỏ 2-4-5. Đập bóng tốt. Điểm Dương Ni 6-4. Đội điểm Phúc Nhỏ 5-6. Ngọc Lan. Bóng ngoài. Điểm 6-0. Quá hay. Bỏ bóng tốt của anh. Điểm 7-6. Thắng. Đạp bóng tốt của Thắng. Điểm Phúc Nhỏ 7-0.
con Quân Thuận. Điểm Juni 8-7. Quê quả con có mạng. Điểm phút nhỏ 8 điều. Điểm nhỏ 98. Nói hiểu nghe rõ, nói lại điểm 9 điều. Điểm 19 cho phút nhỏ. Đó bóng tốt của thường. Điểm Juni 10 điều. Điểm cho Juni 2 11-10. Điểm 11 điều. Điểm Juni 12-11. Không còn kịp không? Còn kịp. Tiếp tục là thôi. Không còn. Chẳng bóng tốc. Điểm cho phút nhỏ 12 điều. Ai đốt giấy về cái dép vậy? Dương. Ba đây. Mười ba mười hai. Đốt gì vậy? Phân bóng ăn điểm trực tiếp 14-12 cho Juni. Điểm phút nhỏ 13-14. Đốt lửa gì ông cố. Tận mãi. Bóng tốt. Điểm Juni 15-13. Điểm cuối xếp 1.
Điểm cuối chồng ơi. Cái gì? Chưa đâu, chưa đâu. 50. Tim, đâu? Mày yêu. Đây luôn nè, đây luôn nè. 9 chấm. Đá bóng tốt. Điểm. Phút nhỏ, 14 15. Bay ngoài luôn. Kết thúc trận đấu. Đúng rồi. Bóng rồi trắng ra ngoài. Kết thúc trận 1. Jury tạm dẫn trước 1-0. 0-0 set 2. Bắt đầu. Bắn. Đừng càng già càng cay. Đội trẻ chiến dậu. Tài năng trẻ đang lên. Ai đồ với trẻ hả? Thả. Thủ tốt không hả? Quá tốt rồi. Điểm Juni 2-0. Quá hay chú ơi. Anh ơi. Bóng tốt của bạn. Bóng đáng. Chạm bóng tốt của Toàn. Đội điểm chung nhỏ 1-2. Bóng đẹp. Chạm bóng tốt của Toàn. Điểm phút nhỏ 2 điều. Rồi trắng ra ngoài. Điểm Juni 3-2. Kéo qua chút xíu nữa chị bắt tiền bóng luôn rồi phát banh. Bây giờ muốn quên đó, điểm 4-2. Cái gì? 4-2. Trời đất trời, hỏi hết hồn em. Trời ơi. Điểm 3-4. Nó hơi dính chút xíu rồi, có không dính nhiều gì đâu. Nói chung không có gì đâu. Ờ, thôi qua đi. Vậy thôi. Bóng ngon. Ngọc đáng. Điểm 5-3. Cái con này dính bên phải không bực luôn. Chú. Mày nhảy lên là bên kia nó thấy thì luôn, dùng có hết hồn rồi. Em đổi thằng kia xịn mới được. À, kéo lên, kéo lên, lên. Quá ghê. Là bóng tốt của Huyền. Điểm 4-5. Châu vừa nó ở trong đó nó ngủ luôn. Con vệ sinh á. Nó nãy giờ nó trong đó hả? Ừ. Chắc ở dơ lắm, mày tắm không? Quán! Bấm còn! Giật mình tiếp cho mình bán! Thủ tốt của Thắng! Trắng! Quê! Quán! Bấm ngoài! Quán! 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 6-1! Trăng này đâu có coi giống, coi chạy thôi! 6-4! Chi 2, 1 chỗ 1 bên. Đó. Đập bóng tốt.
Đủ đúng bóng luôn. 5-6. Mai mốt đi nhớ nhớ nghe. O bé một chút, đặng được đi chơi lâu một chút. Thủ tốt của Thắng Bắc Kiến. Không còn. Cái loa nó bị gì nó đọc nên lần này nó ra nghe em kia. Vẫn còn kia, vẫn còn kia. Không còn sàn lưới. Điểm muốn nhỏ 6 điều. Không còn không sàn lưới. Điểm Juni 2 7-6. Chung Dương, che lên nè. 7-6. Quy. Ngoài. Điểm 8-6. Đó. Đạp bóng tốt. Đội điểm cũng nhỏ 7-8. Thắng Mai. Đạp bóng tốt. Điểm 97 cho Juni. Tại sớm giờ đi làm đẹp tốn hết nói rồi bởi gắn quýnh. Gắn bào hả? Làm bóng tốt. Điểm cũng nhỏ 8-9. Điểm 18. Rồi cái cờ dễ nhận luôn rồi. Dễ nhận hết. Có nào ơi, hay nào. Đội điểm cũng nhỏ 9-10. Bóng còn thuận bỏ bóng tốt. Điểm 11 9. Sao đây đang quấn nói chuyện rớt xuống mấy hả? Mày hên quá bởi đang mệt mà đi vệ sinh mai lâu nha. Điểm 11 9. Bóng còn ai đây? Quấn thủ tốt, bóng vẫn còn luôn. Tiếp tục là Quy. Bóng tốt. Điểm 10, 11. Rồi chỉ cái bàn lại nè, em ơi. Trâu hay quá trâu ơi. Cầu nguyện quay luôn. Quăng bóng ngoài. 12-10. Chung kết mà để cắt là dở lắm. Đập bóng tốt của Thắng. 11-12. Nhiều nãy giờ nhiều quá. Chắc cho chàng nhạc luôn quá. Nhiều quá cá không nổi.
Bíp không? Không có bíp. Bíp đi. Bíp cũng được. Anh bíp cũng như cắt à. Bíp cũng như cắt à. Không tốt. Điểm không nhỏ 12 điều. Xuống đâu đang lên xuống gì? Chết. Bên ngoài. Bạn ơi đừng gánh liêm nữa. 13 12. Ui. 14 12. Đủ tiền làm tóc rồi chồng. Gì? Mày đẩy lên tao mở cái xếp. Kêu là châu ơi không đâu. 14, 12 đó. Bóng đập tay ra ngoài. Điểm muốn nhỏ 13, 14. 13, 14. 13, 14. Không còn. Ai đây? Còn. Ai đây? Ai đây? Đập tấn mãi. Điểm còn nhầm người ta. Lưu ý điểm cuối. Mày nói gán quýnh nè, đủ đủ tiền là tóc. Vợ đi làm đẹp nó chồng muốn tính. Tại vì gán tiền năng đủ tiền làm tóc đem ta thiếu chứ bà làm tóc. Quê quá tốt các bạn ơi. Điểm 14, 15. Cho phút nhỏ. 14, 15. Mấy chục. Phát bóng tốt. Điểm 15 điều. Điểm cuối cho hai đội. Cái mùi cái ho nó cũng bị cái gì á. Cái lo bữa nay cái gì đọc nó kịch trụ kịch diệt cũng đọc thứ. Ai đây? Xem như đi dành chức cho lực.